Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức phát động chiến dịch giờ trái đất 2017 với thông điệp tắt đèn, bật tương lai. Chiến dịch giờ trái đất 2017 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như là cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, để sau đó cùng hành động xa hơn, 1 giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của đất nước mai sau. Đó cũng chính là ý nghĩa mà thông điệp giờ trái đất 2017 muốn gửi gắm, đó là tắt đèn, bật tương lai. Sau lễ phát động, các hoạt động bên lề nhằm hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2017 sẽ được tổ chức trong suốt 3 tháng trên phạm vi cả nước. Nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017 tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, thủ đô Hà Nội.